Tuy lần này là vắng mặt và đồng chí Hằng vì lý do gia đình không đến được và đồng chí Lâm về muộn. Thế nhưng mà 45 phút tôi thấy là nó rất là ấn tượng, chúng tôi rất là xúc động. Lần đầu tiên mình cũng được dự cái sinh nhật tập thể để mọi người để dành cho những cái lời chúc tốt đẹp, cũng không biết nói gì hơn là cũng xin được thay mặt cho ban đồng nghiệp tất cả mọi anh chị em hôm nay được chúc thọ trong cái quý này xin được cũng xin được hết sức là chân thành cảm ơn sự hiện diện có mặt tất cả các anh chị em hôm nay và cũng đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho anh em chúng tôi. Cũng về kinh nghiệm thì cũng đây là lần đầu tiên, thì cũng sẽ là một cái tiếp tục phải làm mỗi lần sau ta cũng lại càng cái kinh nghiệm tổ chức lần sau cho nó càng vui vẻ lành mạnh tiết kiệm cho cái khuôn khổ của anh em mình các bạn. Thế thì cũng cuối lời là xin chúc mừng lời là xin được cảm ơn sự kéo mọi người. Cho nên người lời chuyển tới gia đình và tất cả quân đội tổng cục sống luôn đẹp và hòa ban toàn cầu may mắn. Xin chào tất cả mọi người. Chúng ta xin hát cùng các bạn rồi chúng ta và người ơi đến hẹn lại về. Vâng. Dùng dặn mà. Cái này có nát. Lâu nay cũng là cuối tôi đến muộn ấy là cháu theo khi được sớm. Cháu xin hát tặng tất cả anh chị em hôm nay được mừng sinh nhật. Tôi xin hát ngoài ok người Việt. Tất nhiên là được. Sau đây là một vài video. Bài này về giọng cao. Và hôm xin được gửi đến tất cả.